Vâng, chào anh em. Chắc là anh em vẫn nhớ cái clip mà mình có đăng review cái con vỏ Meta mới, Ocean mới và con tản nhiệt mới của Sigmatic. Đấy, thì trong cái video đấy mình có báo giá cho anh em là một cái mức giá combo rất là rẻ, có nghĩa là anh em nào mà mua combo màu đen là con Ocean ấy thì có 2 triệu thôi. Còn anh em nào mua combo Meta thì chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Đấy, thế nên là cái cấu hình ngày hôm nay là mình sẽ dựng trên con Meta màu trắng anh em nhé. Đây con vỏ đây, Sigmatic Meta. Anh em nào muốn xem kỹ hơn về con vỏ này thì có thể xem lại clip đấy. Thì mình có mở con vỏ này ra và có sâu khá là kỹ rồi. Thì cái vỏ Meta này hôm nay mình sẽ kết hợp với một cái tản nhiệt nước mới của Sigmatic. Đây là con Sigmatic Alpha Connect 360 Arctic anh em nhé. Arctic là cái phiên bản màu trắng. Thì cái chi tiết của cái tản nhiệt nước này mình cũng đã sâu rất là kỹ ở cái clip trước rồi. Cái mã này nó chỉ khác màu thôi, nó chỉ khác màu so với con trước thôi. Con trước là mình lên là chi tiết là con màu đen. Đấy, còn hôm nay là mình sẽ có là một con màu trắng. Về thông số này, về các thứ thì nó giống hệt, nó chỉ khác màu thôi. Thế nên là mình sẽ không mở con này ra nữa. Đây là một sản phẩm vẫn còn nguyên siêu. Thì lát nữa là lắp lên cây xong thì mình sẽ sâu về tổng quan về thiết kế của cả vỏ này, cả tản này, sau khi mà lắp chung với nhau cho anh em xem đó. Thì combo vỏ tản là xong anh em nhé. Và tổng thể cả bộ PC này khách build thì đâu đó nó rơi vào khoảng là hơn 30 triệu. Và cấu hình chúng ta sẽ có cái gì đây? Đầu tiên là về main chip thì có một cái này khá là hay này, đó là ban đầu là khách muốn là dùng con Core i7 13700K. Đấy, thì đây mình có 13700K, Core i7 13700K anh em nhé. Thì ở đây vẫn là một cái mã CPU mà nó có hiệu năng rất là cao rồi. Và cái thế hệ 13 này thì nó lại có một cái mức độ ổn định rất là cao. Thế nên là khách thích dùng cái con 13700K này. Về mã này thì đơn nhân và đa nhân thì cũng quá là ngon rồi. Anh em không phải lăn tăn gì cả. Đây vẫn là mã CPU rất là khỏe, đáp ứng được rất là tốt cái nhu cầu gọi là chơi game và làm việc của anh em. Thực ra thì cái thế hệ Ultra mới mình thấy nó hơi fail và cái hiệu năng nó cũng không khác biệt nhiều. Thế nên là hiện tại anh em chơi 13700K vẫn rất là ok. Và khi mà dùng 13700K ấy, thì chúng ta phải có một con main ngon. Mà nếu mà đã lắp con Meta ấy, thì lại phải là main ATX. Mà ATX xong nó lại phải là màu trắng. Màu trắng nhưng mà nó lại phải là main Z thì mới chạy được ok có 13700K này. Và giá nó phải rẻ. Thế nên là chạy đâu đâu khỏi nắng con main này. Mình sẽ có là một con main Z này, ATX này, màu trắng này, phân khúc cao cấp của Adlock này. Và giá thì rất là rẻ. Con này chỉ có hơn 4 triệu thôi. Nó ngang bên B luôn, rất rất rẻ luôn anh em nhé. Chúng ta sẽ có là một con main Z690 Steel Legion. Thì mã main này thì mình cũng vừa mới lên rồi. Thế nên là mình sẽ không mở con này ra nữa. Hình như là ở phía sau nó có hình minh họa đây. Hình minh họa nó sẽ như này. Chúng ta sẽ có là một con main gọi là nền thì là nền đen camo, giáp tản thì là màu trắng bạc. Đấy, và nó sẽ có LED ở cái phần logo Steel Legion ở đây. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng con main nửa đen nửa trắng này để lên cái cấu hình gọi là full trắng cho anh em. Đó, thì hy vọng là con main này thì lắp lên con Meta nó sẽ đẹp. Đó, main chip là xong rồi nhá. Và đây là mã main chạy RAM DDR4. Thế nên là RAM ngày hôm nay mình cũng phải dùng RAM DDR4. Thì mình sẽ có là một kit hai thanh RAM XPG-D50. Và đây là hai thanh 16 anh em nhé. Tổng dung lượng sẽ là 32GB. Thì mình thấy là hiện tại 32GB thì khá là thoải mái để cho anh em chơi game. Còn làm việc thì nó sẽ tùy theo cái job của anh em. Nếu mà cái job của anh em mà nó ăn quá 32GB thì anh em nên nâng RAM lên. Còn nếu mà dưới 32GB thì anh em để dùng thoải mái, không vấn đề gì cả. Đó. Tiếp đến là về phần card đồ họa. Card đồ họa thì mình sẽ có là một con 3070 Ti Ultra Wide. Mã này thì lên cho anh em rất nhiều rồi. Nói chung là trong cái tầm giá này, nếu mà cạc màu trắng tầm này thì mà hạc mới thì anh em sẽ chỉ có tầm 4060 thôi. Nhưng mà 4060 thì hiệu năng chắc chắn là không thể bằng 3070 Ti được rồi. Thì anh em sẽ có hai lựa chọn thôi. Một là anh em dùng VGA mới hiệu năng thấp, hoặc là anh em dùng VGA cũ hiệu năng cao. Đấy, thì hôm nay là khách có lựa chọn là một con VGA cũ và hiệu năng cao 3070 Ti Ultra Wide 3 fan to nạc và là màu trắng. Đấy, thì hy vọng là con này lắp lên cái cây thì nó sẽ phù hợp. Mã này thì anh em cũng quen mặt rồi nhá, không cần phải mở ra, không cần phải nói nhiều. SSD thì mình sẽ có là một con Kingston NV31T. Đấy, thì đây là một cái mã SSD mà mới ra ở Kingston. Tốc độ đọc là 6000, tốc độ ghi là 5000. Đấy, thoải mái để cho anh em gọi là chơi cơ bản và làm việc cơ bản, nhẹ nhàng thoải mái.
Còn anh em nào mà thích chai hát hơn, làm việc nặng hơn thì có thể là lên con Kingston KC3000. Xem nào. Về cái phần nguồn, nguồn thì vẫn quen thuộc thôi. Đây, Super Flower Zillion 750. Và đây là cái phiên bản 750 thường, không phải là phiên bản ATX 3.1. Mình thì tùy theo cạc thì mình sẽ lựa chọn là nên dùng bản thường hay nên dùng bản ATX. Nói chung là cạc mới thì mình mới dùng bản ATX thôi, chứ còn những cái cạc mà đời cũ như này thì mình vẫn sẽ dùng là bản thường. Về phần fan ấy, thì mình sẽ lắp như sau, đó là theo cái đúng cái form của con Meta này thôi, đó là ba fan hông sẽ lắp ba fan ngược lấy gió vào, và một fan sau thì sẽ lắp fan xuôi lấy gió ra, và fan thì là fan màu trắng anh em nhá. Đấy, và hôm nay thì chắc chắn là sẽ bổ sung một cái cặp dây nối dài rồi. Đấy, một dây 24 pin và một dây 2 đầu 8 pin. Đó. Hòm hòm xong xuôi, ngon lành cánh đào. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, một con vỏ và một con tản mới toe, lần đầu tiên lên kênh luôn. Hôm nay mình sẽ có một con Sigmatic Alpha Meta. Đấy, kết hợp với con tản Sigmatic Alpha Connect 360. Đấy, thì đây là lần đầu tiên có sự kết hợp này luôn. Đấy, và đây là một cái mã vỏ, một cái mã tản rất là mới của Sigmatic giới thiệu đến anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu mua thì có thể tham khảo thêm hai mã này. Đầu tiên là về con vỏ đi. Vỏ thì chúng ta sẽ có là một cái vỏ. Cái này mình cũng không biết là phải mô tả nó như thế nào. Nó theo kiểu là lai giữa cả bể cá và cả truyền thống anh em nhé. Chúng ta vẫn sẽ có là một cái kiểu vỏ truyền thống là vẫn có cái nắp che nguồn ở đây. Tuy nhiên ấy, thì sẽ có lai kiểu bể cá, đó là chúng ta sẽ có hai mặt kính và sẽ không có cái khu vực viền tiếp giáp ở đây. Đó, thế nên là anh em có một cái view rất là toàn cảnh về con vỏ này luôn. Và cái mã vỏ này thì mình cũng đã review khá là chi tiết ở clip trước rồi. Anh em có thể là xem lại clip đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần gọi là setup fan ngày hôm nay. Mã này thì mình cũng không chắc chắn là có lắp được fan ở dưới này hay không. Mình có đọc comment của một số bạn bảo là nếu mà cố thì vẫn lắp được, nhưng mà mình thì mình không cố, mình thì cứ để nguyên này thôi cho nó thoáng. Hôm nay là mình sẽ chỉ setup là thêm bốn fan bên ngoài, bao gồm là ba fan ở cạnh hông này. Đấy, ba fan ở cạnh hông là ba fan ngược lấy gió vào anh em nhá. Và nếu như mà anh em nào muốn lắp ba fan ấy thì anh em sẽ phải tháo một cái miếng sắt ở đây. Cái này là mình có nói ở clip trước rồi. Đấy, tháo miếng sắt ở đây thì anh em mới hạ cái fan thứ ba này xuống dưới được. Đấy, như vậy là mình sẽ có là ba fan hông anh em nhá. Ba fan hông là sẽ lấy gió vào. Một fan sau thì sẽ là lấy gió ra, và bốn fan này thì là bốn fan của Junger Leopard. Còn lại đây là cái tản anh em nhá. Tản thì chúng ta sẽ có là một cái tản mà có màn hình, và đây là một cái màn hình khá là to anh em nhá. Mà không phải khá to đâu, mà nó là rất to ở trong cái phân khúc gọi là tản nhiệt nước giá rẻ. Đây là một cái màn hình 3.5 inch, và mình nhận thấy đó là cái độ phân giải rất là cao anh em nhá. Nếu mà nhìn kỹ vào thì cái phần pixel và cái phần điểm ảnh nó rất là mịn, rất mịn anh em nhá. Độ sáng thì ở mức vừa phải. Đấy, và cái tấm nền này thì nếu mà mình nhìn nghiêng ấy thì nó sẽ hơi thay đổi màu một chút. Không biết đây có phải tấm nền IPS hay không, nhưng mà về phần màu sắc này và độ sắc nét thì mình thấy là nó khá là ok. Hiện tại thì mình đang set một cái preset ở trên cái phần mềm của Sigmatic. Thì đây là hiển thị nhiệt độ của CPU. Tuy nhiên thì cái hình nền thì đẹp, nhưng mà mình thì không thích cái phông này lắm. Cái phông này, cái chữ C, anh em nhìn chữ C không? Trông nó kiểu hơi bị khác phông nhỉ? Hơi bị khác phông so với cái chữ CPU theme và cái số kia. Đấy, không biết là có phải là bị lỗi phông không, nhưng mà mình thấy là cái chữ C nó hơi ảo đấy. Phía dưới thì chúng ta sẽ có là hiển thị phần trăm loát của CPU và GPU đấy. Hôm nay thì cái phần block nước này mình đang lắp theo kiểu đó là cái viền mỏng này, đúng ra là viền mỏng này thì anh em có thể lắp bên trên ở bên dưới, nhưng mà mình lại lắp lệch sang bên trái, bởi vì là mình đang muốn là cái dây tai si đấy, nếu mà anh em cắm sang bên này thì luồn dây bên trên cho nó clean và gọn gàng. Đấy, chứ còn nếu mà xoay cái này lên bên trên ấy, thì đi cái dây nó lại lòng vòng lên, trông nó khá là xấu. Đó, block nước thì vuông vắn đẹp đẽ đây anh em nhá. Đây, dây đây. Và trên thì chúng ta sẽ có là ba con fan thì có led ARGB sinh main. Tuy nhiên là cái fan này nó có cái led viền, nhưng mà nó bị cái kính này nó che mất rồi, nên anh em không nhìn được cái led viền. Đấy, còn lại là nó vẫn có led cánh sinh main.
Bên trong thì chúng ta sẽ có là một con main Z690 Steel Legion. Mã main này thì có cái phần giáp tản rất là to nạc và đầy đặn rồi. Và sẽ có cái logo, đấy, logo đặc trưng của Steel Legion ở đây. Đó, giáp tản màu bạc, nền đen camo. RAM thì là cặp RAM rất là quen thuộc anh em nhé. Arata XPG D50. Đó, các đồ họa cũng thế. Các đồ họa thì cũng vô cùng quen thuộc với anh em rồi. RTX 3070 Ti Ultra Wide. Nói chung là phân khúc này mà màu trắng thì chắc là có con này là dễ kiếm nhất và sẵn nhất. Tuy nhiên thì đợt này mình thấy là nó cũng không còn nhiều nữa rồi. Đấy, đợt này thì mình bắt đầu là chuyển dịch sang bán các đồ họa mới nhiều hơn. Đấy, thì hôm nay là lên một cái gợi ý cấu hình cho anh em ở phân khúc giá khoảng hơn 30 triệu. Thực chất thì là mình giảm giá cái combo vỏ tản này thì nó mới về được khoảng hơn 30 triệu thôi. Chứ mình nghĩ là anh em view thực tế thì giá nó sẽ cao hơn. Thì anh em sẽ có một cái spec khá là ổn áp, 13.700K này, 32GB này, RTX 3070 Ti. Đấy, vỏ thì đẹp, tản thì tản nhiệt nước, có màn hình rất là to. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu BBC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.